Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Cùng học Excel và mình là Kiên Ngày hôm nay chúng ta trở lại với bài 2 về tính năng Conditional Formatting tức là tính năng định dạng dữ liệu theo điều kiện của Excel 2013 Và đây là bài thứ hai. chúng ta hãy cùng học cách định dạng ô dữ liệu theo độ lớn của dữ liệu trong ô đó hay mình tạm gọi đơn giản là vẽ biểu đồ ngay trong ô dữ liệu Nghe có vẻ hơi khó hiểu một chút, hơi quên một chút nhưng không sao Tính năng này rất hay các bạn ạ Chúng ta hãy theo dõi ở đây, đây là một bảng chỉ số về lượt xem ở trên website của mình, bao gồm các trang ở trên website của mình từ trang 1 đến trang 15. Đây là tổng số lượt view của từng trang một. Và các bạn nhìn thấy ở đây mình đã sử dụng tính năng conditional formatting để format các cái ô dữ liệu chứa số lượt xem của trên website của mình và mình có thể hoàn toàn nhìn thấy ở đây. Đó là chính là trang 7 là trang có view nhiều nhất, sau đó đến trang 10, rồi đến trang 15 và các trang tiếp theo, tùy theo độ lớn. Bởi vì các ô dữ liệu của mình ở đây đều đã được định dạng dưới dạng một cái biểu đồ màu vàng như thế này. Các bạn đã nhìn thấy rất là dễ thuận lợi theo việc theo dõi đúng không ạ? Việc này rất có lợi khi mà chúng ta làm các cái bảng báo cáo. Chắc hẳn rằng các sếp của các bạn sẽ rất hài lòng nếu các bạn có thể biểu diễn các dữ liệu một cách đẹp mắt như thế này. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể biểu diễn dữ liệu như thế này rất đơn giản bước đầu tiên chúng ta hãy bôi đen vùng dữ liệu mà chúng ta muốn chuyển thành dạng biểu đồ hay muốn định dạng theo độ lớn của dữ liệu sau đó các bạn vào home rồi các bạn vào conditional formatting Format Format ở đây có một tính năng đấy là data bars tức là biểu diễn dữ liệu dưới dạng bars và chúng ta có thể biểu diễn dưới hai dạng đấy là gradient fill tức là biểu diễn dưới dạng màu mờ hoặc là show fill tức là màu cứng và chúng ta có thể chọn màu ở đây mình có chọn màu xanh và rất nhanh chóng các bạn đã có thể nhìn thấy số lượt xem ở trang 19 của ô cột khách hàng cũ của mình và trang 2 trong ô khách hàng cũ và trang 13 là những cột mà có dữ liệu rất lớn bởi vì đã được biểu diễn dưới dạng đồ thị hình cột rất rõ ràng khi các bạn kéo các cái ô này ra các bạn nhìn thấy càng rõ ràng hơn việc biểu thị dưới dạng biểu đồ của chúng ta một cách rõ ràng. Tương tự đối với các ô tiếp theo, các bạn có thể chọn, sau đó chọn Conditional Formatting, chọn Data Bar và chọn một màu khác. ở đây mình chọn Gradient Fill và chọn màu tím. Và tương tự với ô tỷ lệ phần trăm, mình cũng chọn Conditional Formatting, chọn Data Bar và chọn màu đỏ. Và như các bạn đã thấy ở trên đây mình đã minh họa các cái độ lớn của các ô dữ liệu một cách vô cùng trực quan bằng tính năng conditional formatting data bar. Và trên đây mình đã hướng dẫn các bạn bài học số 2 về conditional formatting phần 2. Chúng ta hãy xem lại phần 2. Ok. Hy vọng rằng có thể giúp các bạn biểu diễn các dữ liệu một cách đẹp mắt trong các báo cáo cũng như trong các file Excel tính toán của các bạn để file Excel của chúng ta đỡ nhàm chán hơn. Nếu các bạn thấy hay và có ích thì hãy like, comment và follow trang của mình để theo dõi các clip hay hơn về conditional formatting cũng như các bài học khác về Excel các bạn nhé. Xin chào các bạn, mình là Kiên.